Ở Việt Nam, có một bảo vật quý giá mà ít người biết tới. Đó chính là loại vũ khí, từng là vật bất ly thân của nhà vua Mạc Đăng Dung 500 năm trước, mang tên Định Nam Đao. Một số chuyên gia về binh khí cổ ở Việt Nam cho rằng, Thanh Long Đao lúc ban đầu có thể cân nặng hơn 30 kg. Còn nhiều nhà nghiên cứu lịch sử và khảo cổ ở Việt Nam khẳng định đây là một trong hai thanh long đao của quân vương ở châu Á còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, cùng với thanh long đao của Tống Thái Tổ, tức là Triệu Khuôn Dẫn, vị vua sáng lập ra nhà Bắc Tống ở Trung Quốc. Với binh khí này, Mạc Đăng Dung đã trúng Võ Trạng Nguyên trong cuộc thi tuyển võ sĩ tại Giảng Võ Đường ở Thăng Long dưới triều vua Lê Uy Mục, được xung quân túc vệ. Trong các cuộc dẹp loạn phe phái ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Định Nam Đao trở thành trợ thủ đắc lực giúp ông chiến thắng, bảo vệ triều đình. Mạc Đăng Dung được phong tới chức Thái Sư, Tước An Hưng Vương, đức trí bậc nhất triều đình. Sau nhiều năm chinh chiến rồi lưu lạc, thanh đao thấm đẫm tinh thần và ý chí của một vị vua Đại Việt vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Và hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Hoàng Nam Challenge Me ghé thăm nơi lưu giữ thanh bảo đao này. Xin chào các bạn, hiện nay thì Hoàng Nam đang ở huyện Kiến Thụy của thành phố Hải Phòng. Và bạn đồng hành cùng với Nam ngày hôm nay là một cậu bé rất là trẻ tuổi. Cậu ấy nhà ngay gần đây, cháu tên là gì? Cháu tên là Khánh. Khánh à? Khánh thì là một cái người dân mà sinh sống ở ngay gần một cái di tích lịch sử của thành phố Hải Phòng. Cái khu này rất nổi tiếng đúng không? Bây giờ cháu giới thiệu qua về khu này đi. Ở đây là khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Ở đây là nơi mà thờ các vua Vương Triều Mạc, như là vua Mạc Thái Tổ hay là Mạc Đăng Doanh. À, rồi bây giờ bê chú mới hỏi nha, là tại sao con nắm được những cái thông tin đó, mà năm nay con bao nhiêu tuổi đã? Năm nay cháu lên lớp 6. Lớp 6, tức là khoảng 12 tuổi đúng không? Vâng. Thì những cái thông tin vừa rồi là cái thông tin lịch sử, mà ví dụ đến như chú nhá, để mà nhớ được những cái tên đó thì cũng hơi bị khó đấy. Thì làm sao mà ai dạy cho con? Ở đây thì ở Kiến Thụy thì ai cũng biết đến Vương Triều Mạc nên là hỏi thì ai cũng biết ạ. À, thì hơn nữa lại con lại nhà lại ở ngay gần đây chứ đúng không? Vâng. Thì sinh sống ở đây thì là mình phải nắm được rồi, bởi vì khách du lịch tới đây chắc chắn là cũng có người hỏi về những cái điều này, những cái thông tin này giống như chú đúng không? Vâng. Đó, về Vương Triều Mạc thì chắc hẳn là nếu mà chúng ta học lịch sử thì chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta tới cái khu tưởng niệm những cái Vương Triều Mạc này, thì ở trong này chú nghe nói rằng là có những cái thứ vũ khí hay là có những cái món đồ rất là độc đáo đúng không? Vâng ạ. À, thì con có thể nói qua một chút được không? Ở trong đây thì có một cây đại nam đao của vua Mạc Thái Tổ. Một cây đại nam đao của Mạc Thái Tổ. Vâng. Thì con có cái thông tin gì về cái đại nam đao này? Con chỉ biết là cái đại nam đao này ngày xưa thì rất là nặng, nhưng mà bây giờ thì nó đã hao mòn đi nhẹ, với lại là nó mới được cấp. Cái đại nam đao này ngày xưa rất là nặng, còn ngày nay mới được cấp là cấp cái gì? Cấp như kiểu là cấp cái đó là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. À, tức là bây giờ thì đã được công nhận là cái một trong những cái báu vật đúng không? Vâng. Một cái vật rất là quan trọng. Thả nào mà bây giờ người ta đầu tư xây dựng cái khu vực này rất là rộng lớn và hoành tráng. Công nhận vào đây là mình cảm giác là giống như vào một cái hoàng cung ấy. Nếu mà cái đao đó là một cái bảo vật thì nó sẽ được cất giữ ở đâu? Con có biết đâu? Cất giữ ngay trong đền chính ấy. À, ngay đền chính luôn à? Vâng. Bây giờ thì ví dụ một người du lịch như chú con mình vào thì nó có đơn giản không? Hay là có phải xin phép gì không? Có xin phép ông vào lễ. À, ông vào lễ đúng không? Ok, thì con đưa chú đi nhá. Vâng, để cháu vào gọi ông.
Ông ơi, có người đến tham quan. Chào chú. Không, tham quan. Con cũng bất ngờ là Khánh bé tí mà biết rất nhiều thông tin ở đây. Đấy, thì đang nhờ Khánh đưa đi để tìm hiểu. Thì Khánh nói rằng có một cái đại nam đao. Thì phải xin phép chú trước thì mới được vào xem. À vâng. Đấy. Đấy cứ nói là bạn của Khánh phát là được vào luôn đúng không? Đọc mật khẩu. Rồi bây giờ có Khánh ở đây rồi thì tôi cũng tự tin. Cái khu vực này rộng thật đấy. Là con có biết là cái công trình này hoàn thành vào năm bao nhiêu không? Không, cháu không biết cái này hoạt động, cái này xây dựng vào năm bao nhiêu, nhưng cháu chỉ biết là cái này chỉ là giai đoạn 1 thôi. À thế à? Vâng. Tức là nó sẽ còn hoành tráng hơn. Sẽ còn được xây dựng thêm. Đi bên này chú. Bên này à? Đây chúng tôi đang đi qua một cái khu mà trưng bày 4 cái gọi là cái công trình bằng đá được ghi là kỷ lục Việt Nam. Xác lập kỷ lục là bút này, nghiên, mực, giấy bằng đá xanh lớn nhất Việt Nam vào năm 2014, tức cách đây khoảng 6 năm. Bút thì là đây rồi này. Nghiên thì chắc là đây đúng không? Nghiên là chính là cái mài mực ấy, mài mực. Ừ thì là đây rồi. Một cái nữa là giấy. Giấy đây. Và một cái cuối cùng nữa là mực. Thực ra là tiếng Việt của mình ngày xưa mượn rất nhiều những cái từ của Trung Quốc đó, từ vay mượn gọi là Hán Nôm. Do đó khi mà chúng ta có một cái cuộc cải cách chữ quốc ngữ thì đôi khi chúng ta đã bị không hiểu được cái ý của người đi trước, của tiền nhân. Đặc biệt là trong những cái ngôi chùa cổ, người ta ghi những cái dòng ký tự, một là bằng tiếng Hán, hai là bằng tiếng Nôm. Thì đến bây giờ thì thế hệ của chú cháu mình chắc là không đọc được rồi, đúng không? Phải nhờ đến các bậc cao niên hoặc là những người nghiên cứu chuyên sâu. Đấy, chính vì vậy mà có những cái từ mà viết bằng chữ quốc ngữ nhưng mà thực ra nó là mượn của từ Hán thì mình cũng hơi bị khó một chút, phải nhờ đến Google. Chỉ được tham quan cái thanh ở bên ngoài kia anh kìa, ở chỗ trước sập kia là cái thanh phiên bản, gọi là thanh gọi là dựng lại, mô phỏng dựng lại mới hoàn toàn ấy. À vâng, gọi là tỷ lệ thì tỷ lệ 1:1 thì giống như nhau, nhưng mà so với cái cũ thì nó khác với cái cũ. À thì cái mới này chắc là sẽ lấy cái nguyên bản từ lúc mà nó vẫn còn hơn 30 cân đấy đúng không? Dạ không ạ, nói chung là hay là nó y hệt cái phiên bản gốc. Cái phiên bản gốc thì cái phần lưỡi nó bị mẻ, còn cái phiên bản mới này thì cái phần lưỡi nó không bị mẻ. Họ mô phỏng, nhìn ấy thì mô phỏng riêng phần lưỡi ra thì vẫn làm được bình thường anh. À vâng đấy, thì gọi là mô phỏng lại mới giống như cái cũ thôi chứ còn cái đúng rồi, cái mô phỏng thì phải là giống như là trước khi nó bị rỉ sét đúng không? Đúng thì nó sẽ hoàn chỉnh hơn để mọi người có thể hình dung. Đây thì chú cháu mình vào xem cái phiên bản trước nhá. Đâu cháu? Đây này. Mình đi vào phía trong, có vào được không? Phía trong đây thì cũng vào được. Chỗ này thì không vào được. Đây mình chỗ đi này đây vào được. Đây vào được. Chú ơi, đây vào được. Đây à? Đây là chính là cây đao. À cây đao này nó rất là được khắc những cái chi tiết rất là đẹp, tỉ mỉ, rồng, mây. Cái đao này, cái công dụng của nó ấy, thì là khá là đa dụng, là nó không chỉ tấn công mà còn giúp phòng thủ nữa. Mà khi mà cháu sử dụng cái đao này, cháu phải sử dụng cả hai tay. Đấy, hai tay cầm. Ví dụ cháu thử cầm em nào. Không, cháu thử ướm vào thôi. Đấy, cầm như thế. Thì khi mà phòng thủ ấy, ví dụ một người khác cầm kiếm hay cầm một cái gì đấy muốn chặt mình đúng không, chém mình, thì mình cầm hai tay để mình đỡ. Đấy, đỡ lên. Và sau đó là mình phản công, là mình giơ cái lưỡi đao ra. Mình xiên người ta, đúng không, xiên kẻ thù. Đấy. Thì đấy là cái cách mà cây đao này phát huy tác dụng. Nhưng tất nhiên đấy là thời xưa thôi, chứ bây giờ thì những cái vũ khí này thì ít người dùng rồi.
Bà xác lập kỷ lục kia chú. À. Ô, bà ngừng tiếng nha. Con chào chú. Đây xác lập kỷ lục người đây. À cái này là dành cho nghiên bút mực giấy. À, chú ơi, cái con thăng bằng chú là cái nghiên ấy, là cái để có phải là cái để mài mực đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì... Quần đùi đi ra ngoài không vào trong đây được. À mặc quần đùi ra ngoài. Ở ngoài nha, tiếp nhận được rồi vào trong này không vào được. Ừ, chú ơi thiêng liêng, thế con chờ chú ở ngoài nhá. Ai bảo mặc quần đùi. Chú ơi. À, tôi mở cửa trong đi cho. Vậy nhìn thấy, thấy rồi nhưng mà cứ tham quan ngoài tôi đang dở tôi luộc cái rau dở ạ. Vâng ạ. Vâng. Đằng nào cũng vào đến đây rồi thì gọi là em giới thiệu gọi là cơ bản nhất để cho anh hiểu rõ hơn về cái di tích ở đây. Thì cái di tích này có tên là di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc anh ạ. Tại đây thì thờ các vị vua của nhà Mạc được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trị vì trên Thăng Long trong vòng 65 năm và giai đoạn thứ hai là giai đoạn cát cứ trên vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang trong vòng 85 năm. Và khu vực nơi anh đang đứng đây chính là gian hậu cung của nhà chính điện. Trong này thì thờ linh vị thần tượng của năm vị tiên đế nhà Mạc, tức là năm vị vua đầu tiên của nhà Mạc là giai đoạn nhà Mạc đầu tiên ạ. Vâng ạ, ngự ở chính giữa đây là tượng của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, là vị vua đầu tiên có công khai sáng với vương triều nhà Mạc. Chắc anh cũng biết về sử sách nhà Mạc một chút, đó chính là tiểu sử của Thái Tổ Mạc Đăng Dung ấy ạ. Người chính là cháu bảy đời của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi làm quan dưới đời Trần ấy ạ. Đến đời ông nội của Thái Tổ thì đã về cái vùng đất cổ trai này lập nghiệp sinh sống tại đây. Và thuở thiếu thời thì Thái Tổ Mạc Đăng Dung làm nghề chèo đò chở khách qua sông. Vâng, đến năm 1508 dưới triều vua Lê có mở một cuộc thi võ. Lúc này người đã ra thi tuyển và trúng đô lực sĩ xuất thân, tức là Trạng Nguyên Võ lúc bấy giờ đấy ạ. Vâng. Và xuất thân ban đầu thì chỉ là một người lính cầm dù đi theo xe của vua. Nhưng mà trong này nhờ tài trí thông minh và nhờ sức khỏe phi thường thì trong vòng 12 năm người đã được nhà vua tin tưởng và ban tước vương, tức là An Hưng Vương lúc bấy giờ đấy anh ạ. Vâng. Và đến vào cuối tháng 6 năm 1527 thì vị vua Lê cuối cùng đã ban chiếu nhường ngôi cho Thái Tổ và người đăng quang vào tháng 6 năm 1527, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử của đất nước ta, chính là giai đoạn của nhà Mạc. Đây là vị vua đầu tiên, tức là Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Còn bên này là vị vua thứ hai của nhà Mạc là Thái Tông Mạc Đăng Doanh, là con trai trưởng của người. Vâng. Và sau khi lên ngôi thì Thái Tông đã cho xây dựng tại Dương Kinh này rất là nhiều cung điện, đặc biệt nhất thì có điện Tường Quang, và nền móng của điện Tường Quang thì lại trùng khớp với nền móng của chính cái khu nhà chính điện này. Vâng, có nghĩa là khu tưởng niệm vương triều Mạc ngày nay thì được phục dựng lại trên chính nền đất cũ của điện Tường Quang khi xưa. Và thời gian trị vì của Thái Tông Mạc Đăng Doanh là 10 năm, đây được đánh giá là 15 thịnh trị nhất của nước ta dưới triều nhà Mạc cai quản lúc bấy giờ. Vâng, nếu mà anh mà muốn nghiên cứu sâu hơn thì anh có thể có trong Đại Việt lịch sử ký toàn thư ấy, có một số chương viết về giai đoạn dưới thời vua Mạc Đăng Doanh trị vì, đấy chính là 15 thịnh trị nhất. Mà trong sách, rất nhiều sách, sử sách có cái sự ghi chép lại rằng là trong nhiều năm liền thì người ngoài đường không nhặt của rơi, cửa ngoài đêm thì không cần đóng, được mùa liên tiếp và trong cõi thì tạm yên. Và đây là lịch sử đã có thật được ghi lại trong Đại Việt lịch sử ký toàn thư ấy ạ. Vâng, còn vị vua thứ ba của nhà Mạc là cháu trai trưởng của người là Hiến Tông Mạc Phúc Hải, thiệt thờ bên tay trái liền kề so với tượng của Thái Tổ đấy. Liền kề đây này. Còn vị vua thứ tư là Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên thiệt thờ trong cùng bên này. Vị vua thứ năm, vị vua cuối cùng là Mục Tông Mạc Mậu Hợp thiệt thờ phía cuối trong cùng bên kia. Vâng, đây tất cả là tượng chân thân năm vị tiên đế nhà Mạc, tức là giai đoạn nhà Mạc đầu tiên trị vì trên Thăng Long trong vòng 65 năm. Và khi mà nhắc đến nhà Mạc, nhắc đến Thái Tổ Mạc Đăng Dung, nếu không nhắc đến Thanh Định Nam Đao của Đức Mạc Thái Tổ thì đây là một điều vô cùng thiếu sót ạ. Và hiện nay thì Thanh Đao này đã được thờ tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, để được thờ trong tủ kính đặt dưới chân tượng của Thái Tổ đấy ạ. Vâng, thanh đao này nguyên bản khi xưa nặng 32 cân, dài 2m55, phần lưỡi đao là dài 0,95 m, còn phần cán là dài 1,6 m, tất cả thì đều được làm bằng sắt ạ. Và thanh đao này thì sau cái biến cố năm 1592 khi nhà Mạc bị thất thủ thì đã được cháu của Thái Tổ Mạc Đăng Dung mang thanh đao này xuôi về vùng đất Kiên Lao Nam Định. Vâng, đến đây thì họ đã có một cái sự thay tên đổi họ từ họ Mạc và chuyển sang họ Phạm. Và chi thứ hai là chi đã thờ thanh định Nam Đao này tại từ đường của dòng họ Phạm gốc Mạc ở Xuân Trường Nam Định. Nhưng mà trải qua rất nhiều, có nghĩa là trải qua một có một thời gian rất là dài, thanh đao này đã bị gọi là, thực ra là do cái biến cố năm 1821 dưới triều Vua Minh Mạng. Lúc bấy giờ trong dân gian thì có ông Phan Bá Vành nổi lên muốn chống lại triều đình và ông ngỏ ý muốn mượn cái thanh định Nam Đao và làm linh khí ra chiến trường. Nhưng mà lúc bấy giờ sợ rơi vào tay người ngoài bị thất truyền đi thì con cháu là chôn dưới lòng đất.
Nhưng mà trải qua rất nhiều năm về sau thì những người khi xưa chôn cái thanh đao này đó, thì trước khi mất thì không để lại bất kỳ một lời nhắn nhủ gì cho hậu thế sau này biết. Từ bấy giờ thì đã bị mất dấu cái thanh đao này đi. Và có một cái hiện tượng rất là kỳ lạ đã xảy ra, có nghĩa là khi mà bị mất thanh đao này thì ở phía nam của từ đường họ Phạm Gốc Mạc, nơi mà khi xưa thờ thanh đao đấy anh ạ, có một con gò mà mọi người gọi là gò con hỏa. Gò con hỏa bởi vì bỗng chốc thì lửa bốc cháy lên, bỗng chốc thì lửa lại vụt tắt, mọi người không thể lý giải được tại sao lại có cái hiện tượng kỳ lạ đến như vậy. Và hơn 100 năm sau khi mà con cháu của dòng họ Phạm Gốc Mạc, khi về Nam Định thì đổi từ họ Mạc sang họ Phạm anh nhé. Vâng, hơn 100 năm khi mà con cháu dòng họ Phạm Gốc Mạc lúc bấy giờ thì có điều kiện là có một cái mong ước là sửa sang lại cái từ đường. Vâng, sửa sang lại cái từ đường cho khang trang sạch sẽ hơn. Thì trong cái quá trình xây dựng thì vô tình tìm lại được, trong quá trình xây dựng ấy thì vô tình, có nghĩa là trong lúc xây dựng thì phải đào bới lên, và lúc đấy thì đã vô tình tìm lại được cái thanh định nam đao này ở chính cái chỗ mà ở cái phía nam chỗ gò con hỏa đấy anh ạ. Vâng, và khi tìm lại được thanh đao này thì hiện tượng gò con hỏa không còn bốc cháy nữa. Vâng, và mọi người lúc bấy giờ đã có một cái suy nghĩ rằng phải chăng khi xưa chính là tổ tiên nhà mình đã linh ứng báo mộng cho con cháu biết về vị trí địa điểm chôn cất thanh đao mà mọi người lại không hề hay biết. Và khi tìm lại được thanh đao này đã mời nhà sử học Lê Xuân Quang về tiến hành giám định lại thanh đao và cân lại, thì như anh nhìn thấy ở phần lưỡi đao có một cái sự rỉ sét đi do bị chôn dưới lòng đất, bị oxy hóa. Và khi tìm lại được thì đã cân lại và đã được gọi là quét một cái lớp dầu bóng ở phủ ở bên ngoài đấy, để cho tránh cho cái thanh đao này tiếp xúc với bên ngoài thì sẽ bị oxy hóa đi. Và khi cân lại thì bây giờ nặng 25,6 cân. Vâng, so với nguyên bản khi xưa thì nặng 32 cân. Và thanh đao này đã được ban quản lý di tích làm lập hồ sơ để gửi đến cục di sản và đã được công nhận là bảo vật của quốc gia. Vâng, và khi mà khu tưởng niệm bắt đầu đi vào hoạt động, tức là vào năm 2010 đấy, thì thanh đao ấy đã được rước từ trong Nam Định về thờ tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, làm linh khí cho khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Và đây cũng là một niềm rất là vinh dự, rất là tự hào của tất cả mọi người tại khu vực huyện Kiến Thụy này, tại vì nơi đây thì đã sinh ra vị vua nổi tiếng ở đầu thế kỷ thứ 16, chính là Đức Thái Tổ Mạc Đăng Dung, người mà đã có công gây dựng nên gọi là mở mang một thời kỳ mới trong lịch sử của đất nước ta, chính là giai đoạn của nhà Mạc. Vâng, và thanh định nam đao này cũng được đánh giá là một trong hai báu vật của châu Á còn được lưu thờ cho đến ngày hôm nay. Vâng, thanh đầu tiên chính là thanh yểm nguyệt đao của Tống Thái Tổ bên Trung Quốc, còn thứ hai chính là thanh định nam đao của Đức Mạc Thái Tổ được thờ tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc. Và đây cũng được coi là một vũ khí duy nhất của một đấng quân vương thời quân chủ phong kiến được thờ cho đến bây giờ. Vâng, được thờ tại di tích ở đây anh ạ. Vâng, gọi là cơ bản nhất thì gửi tới anh, gọi là những gì gọi là em được biết, được học thì em gửi tới, thì cũng rất là mong anh sẽ gọi là có một cái gì đấy gọi là quảng cáo hơn để cho di tích được nhiều người biết đến. Tại vì di tích bọn em thì cũng rất được đài truyền hình VTV, VTV1, đài truyền hình Hải Phòng các thứ, thì họ cũng về đây, họ cũng quay, họ cũng chụp, sau đó họ cũng giới thiệu lên trên, gọi là cho tất cả khán giả được biết hơn. Vâng. Anh nghĩ là ngày xưa chắc là Đức Thái Tổ Mạc Đăng Dung ấy, chắc là cái sức khỏe vô cùng cường tráng. Dạ vâng. Mà có thể điều đúng khiển rồi. Được cái đao này. Chính xác ạ, tại vì là trong sử sách cũng rất nhiều có ghi chép lại rằng Thái Tổ Mạc Đăng Dung khi xưa là một gọi là một tráng sĩ đấy, có một cái thân hình rất là cao lớn vạm vỡ, và trong rất nhiều sách, trong rất nhiều truyền thuyết cũng nói rằng người có một cái ẩn tướng ở vai, chính là xương vai liền thẳng, và do có một cái sức khỏe phi thường như vậy nên là việc ngài cầm được cái thanh đao này cũng gọi là hoàn toàn là hợp lý. Bởi vì khi xưa mà khi thế thanh đao này chính là cái thanh đao gọi là cái vũ khí liền thân của Đức Mạc Thái Tổ, như lúc đầu em nói thì là người từng giữ chức quan võ đấy ạ. Dạ vâng. Cái này ví dụ với một người bình thường cầm điều khiển được nó là vô cùng khó khăn. Dạ vâng, chính xác. Nhưng mà với Đức Thái Tổ Mạc Đăng Dung thì một người con nhà võ, với cái sự rèn luyện, luyện tập thì khi mà không những điều khiển được nó mà phải biến nó trở thành một trong những cái vật gọi là khi mà đã dùng đến đao rồi thì nó như kiểu là đúng là như liền với thân mình, đúng không? Vâng. Điều khiển nó như điều khiển cánh tay của mình, như vậy thì mới có thể là thắng được quân địch. Anh chắc là anh có biết là trạng nguyên nổi tiếng nhất mà từng thi đỗ dưới triều nhà Mạc là ai không? Chắc anh có nghiên cứu về cái đấy không ạ? Có phải là Trạng Trình không? Đúng đúng rồi anh ạ. Vâng, đấy. Thì anh có nghe nói Trạng Trình cũng đưa ra một cái lời sấm cho nhà Mạc khi mà cái vương triều nó
gần đến thời điểm suy tàn ấy đúng không? Sớm như nào ấy? Là đi lên Cao Bằng ấy thì sẽ giữ được đúng ba rồi. Đời nữa chính đúng xác không? Vâng. Câu như là Cao Bằng tuy tiểu sổ thế khả dung, tức là đất Cao Bằng tuy nhỏ hẹp nhưng mà là chốn dung thân được nhiều đời. Vâng, đúng rồi. Thì cụ Trạng Trình là thi đỗ dưới triều vua Mạc Đăng Doanh. Và sau đấy thì đã phục vụ cho ba đời vua Mạc. Và lúc thi tuyển thì lúc này đã ngoài 40 tuổi rồi. Vâng. Và khi mà thời gian đi lên trên Cao Bằng ấy thì nhà Mạc còn có nghĩa là vẫn đều đặn tổ chức các kỳ thi giống như là giữ cái nếp giống như ngày xưa ở Thăng Long và đã thu một vị nữ tiến sĩ. Một vị nữ tiến sĩ đó là bà Nguyễn Thị Duệ, quê người Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Duệ này còn có một cái gọi là dân gian còn có đặt tên gần gũi hơn, đó chính là bà Chúa Sao Xa. Bởi vì ngày xưa khi mà được vua tuyển thì phong bà là Tinh Phi. Tinh Phi tức là tinh tú, tức là sao thì nhân dân cứ gọi nôm na là bà Chúa Sao Xa. Đấy là vị nữ tiến sĩ đầu tiên anh ạ. Mà khi nhà Mạc mất rồi, khi mà quân Lê Trịnh đã chiếm hết được nhà Mạc thì khi mà bà về, có nghĩa là ngày xưa thì bà dạy lễ giáo cho lại các công chúa hoàng tử khi mà dưới thời nhà Mạc ở trên vùng Cao Bằng, nhưng mà khi về dưới thời nhà Lê Trịnh ấy thì bà lại được gọi là tuyển làm phi, gọi là Tinh Phi. Vâng, đấy thì là nói chung là bà ấy cũng là người rất là giỏi và cũng là một vị nữ tiến sĩ đầu tiên ấy. Ngày xưa thì không có chuyện con gái thì được đi học đi đúng thi. Vâng. Đấy là một cuộc cách mạng ấy, đúng không? Đúng ạ. Chứng tỏ bà phải cực giỏi thì bà mới bước qua được cái ranh giới lễ nghĩa ngày xưa, cái định kiến ngày xưa. Bà là giả nam để đi thi ạ. Giả nam để đi thi nhưng mà khi vua Mạc biết thì lại không trách tội. Và phong bà làm quan. Vậy là tôi và Khánh vừa kết thúc cuộc viếng thăm nơi tưởng niệm vương triều Mạc. Và cậu ấy có được một chút lộc mang về nữa. Ngày hôm nay thì tôi cũng rất là vui. Một phần là gặp được Khánh, là một người rất là trẻ, có 12 tuổi thôi mà cũng nắm được lịch sử một cái thời kỳ mà hiếm ai ở Việt Nam có thể để ý. Một phần nữa là tôi tới đây và đã thấy được, chiêm ngưỡng cái bản gốc của Định Nam Đao, một trong những bảo vật của quốc gia. Đấy. Và tôi hy vọng rằng là thông qua cái clip này thì các bạn trẻ hãy như Khánh yêu thích hơn, tìm hiểu hơn và mình sẽ thêm yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu những con người đã từng sinh sống trên mảnh đất này, đã cống hiến và đã lưu danh muôn đời, kể cả họ có rất là nhiều những cái điều tiếng trái chiều đi chăng nữa, nhưng họ đã là một phần của lịch sử Việt Nam rồi. Chúng ta là người hậu thế thì chúng ta phải nắm được và biết đâu đấy một ngày nào đó chính bản thân của chúng ta khi mà đã yêu nước rồi thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích.